Thân chào tất cả các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ cho các bạn những bí quyết các bạn cần nên làm khi đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Vậy thì phỏng vấn xin visa du học Mỹ làm sao để đạt được thành công cao nhất? Đó cũng là câu hỏi được rất nhiều các bậc phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đang có ý định đi du học Mỹ đặt những cái câu hỏi này cho công ty du học Tân Đại Dương. Cũng có nhiều bạn có ý định đi du học Mỹ nhưng lại gặp khó khăn trong khâu phỏng vấn xin visa. Và dưới đây đó là Tân Đại Dương xin tổng hợp các thông tin, kinh nghiệm để mà các bạn học sinh cần lưu ý khi đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ. Đầu tiên đó là các bạn cần phải có một tư tưởng thoải mái. Các bạn phải xác định rõ đối tượng mình sẽ tiếp xúc là viên chức lãnh sự, là người sẽ chịu trách nhiệm phỏng vấn xin visa, cũng sẽ hỏi những câu liên quan tới học tập, tài chính cũng như là dự định tương lai của các bạn. Thì lãnh sự cũng có thể hỏi các bạn bằng tiếng Anh hoặc là có thể hỏi tiếng Việt. Và các bạn chỉ có thể trong thời gian rất ngắn là khoảng tầm từ 3 phút, 5 phút hoặc là dài nhất là chỉ khoảng 10 phút. Và các bạn nên nhận định là họ cũng sẽ không ăn thịt mình và họ cũng sẽ không hỏi theo kiểu và hỏi xoáy đáp xoay, hoặc là nếu như mình không được thì các bạn cũng có thể chọn một du học ở nước khác. Thì các bạn cần phải thoải mái trong tư tưởng của mình thì các bạn sẽ dễ hơn khi đi phỏng vấn xin visa. Và khi xác định được như thế thì các bạn sẽ thoải mái về tư tưởng để có thể chiến đấu một cách tự tin khi gặp lãnh sự. Và thứ hai là các bạn cần phải có trang phục chỉnh tề. Thì trang phục lịch sự cũng sẽ tạo ấn tượng tốt. Và bạn biết rõ là ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, đặc biệt là khi bạn sẽ có rất ít thời gian để trao đổi với các viên chức lãnh sự. Là những người thì thường chỉ có một hoặc vài phút để tiến hành quá trình phỏng vấn cho bạn và đưa ra quyết định cuối cùng. Và thứ ba đó là các bạn cần phải cung cấp thông tin nhanh chóng và đầy đủ. Nếu như bạn không thể trả lời các câu hỏi bằng tiếng Anh thì các bạn hãy đề nghị được nói bằng tiếng Việt hoặc dùng có thể nhờ phiên dịch viên giúp cho bạn. Và thứ tư là nắm rõ và trình bày tốt mục tiêu học tập cụ thể của bạn tại Mỹ. Các bạn cũng hãy nêu học tập của bạn một cách ngắn gọn, rõ ràng. Các viên chức thường thì muốn nghe những câu trả lời chân thành và cụ thể. Thứ năm đó là bạn phải có định hướng rõ ràng về mục tiêu học tập chuyên môn cụ thể nào đó. Các bạn hãy chuẩn bị để giải thích lý do tại sao mà bạn chọn học những chuyên ngành này hoặc là trường này thay vì học ở Việt Nam. Các bạn hãy trình bày rõ là những cái thuận lợi mà các bạn sẽ có được khi học ở Mỹ như thế nào, cũng như là dự định của các bạn sau khi học xong tại Mỹ ra sao. Và các bạn cũng phải chứng minh được là các bạn sẽ có ý định quay về Việt Nam sau khi học xong. Và ngoài ra thì các bạn cũng phải chứng minh được là khả năng tài chính của gia đình mình. Và cuối cùng thì các bạn sẽ cần tới một công ty tư vấn du học tốt và có kinh nghiệm hoàn toàn để có thể giúp bạn chuẩn bị được những thông tin trên một cách hiệu quả và nhanh chóng. Thì sẽ tùy hoàn cảnh cụ thể của các bạn về học tập tài chính như thế nào thì các tư vấn viên cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn những chi tiết từ lời ăn, tiếng nói, đi đứng, cách trả lời ra sao, và cũng có thể hướng dẫn các bạn để có được một bộ hồ sơ tốt nhất để các bạn đi phỏng vấn. Và mọi thông tin chi tiết về du học Mỹ cũng như là thủ tục làm hồ sơ du học Mỹ như thế nào, phỏng vấn du học Mỹ ra sao thì các bạn có thể liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm hồ sơ và tư vấn du học Mỹ. Các bạn có thể truy cập vào website của Tân Đại Dương, đó là tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com, hoặc cũng có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Hoặc các bạn cũng có thể gọi điện thoại tới số 0838382080 hoặc là 0838484879. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.